vai trò đặc biệt của Katie Nguyễn trong phim Cô gái từ quá khứ. Không chỉ đảm nhận vai trò nữ chính trong phim điện ảnh vừa ra rạp Cô gái từ quá khứ, Katie Nguyễn còn giữ một vai trò quan trọng khác trong bộ phim này. Cô gái từ quá khứ là bộ phim mở màn cho series phim điện ảnh làm về vũ trụ mỹ nhân của hai đạo diễn trẻ Bảo Nhân và Nam Sito. Phim có tuyến hai nhân vật chính gồm Katie Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc. Trong đó, Katie Nguyễn vào vai Quỳnh Yên, nhân vật được xây dựng là nhân viên bất động sản trở về từ nước ngoài và sự xuất hiện của cô gái này gây ra những xáo trộn, đầy ly kỳ, bí ẩn và đe dọa cuộc sống đang trên đỉnh cao danh vọng của nhân vật MGS, Quỳ do Ninh Dương Lan Ngọc đóng. Katie Nguyễn tâm sự, Quỳnh Yên là vai phản diện đầu tiên mà cô nhận đóng sau 4 dự án phim điện ảnh tạo dựng nên tên tuổi của mình. Nữ diễn viên bày tỏ, bộ phim này thuộc thể loại mà cô đang hướng tới. Cũng là phim đánh dấu việc lần đầu tiên cô có dịp đóng phim cùng với đàn chị Lan Ngọc và nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Điều đó khiến cô vô cùng hào hứng và buộc phải tập trung toàn bộ sức lực để hoàn thành vai diễn thú vị này. Ngay sau khi phim ra mắt, vai phản diện của Katie Nguyễn gây ấn tượng mạnh với khán giả. Đáng chú ý, không chỉ tham gia diễn xuất mà, Katie Nguyễn còn khiến nhiều người bất ngờ trước thông tin cô là một trong những nhà đầu tư sản xuất Cô gái từ quá khứ. Chia sẻ về điều này, Katie Nguyễn cho biết, tính đến thời điểm năm nay thì cô đã trải qua chặng đường 5 năm theo đuổi niềm đam mê diễn xuất. Ngoài trở lại với vai diễn có hình tượng, số phận mới thì cô cùng công ty giải trí riêng của mình cũng mong muốn có những trải nghiệm, bước tiến mới sau thời gian nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu thương của đồng nghiệp lẫn người hâm mộ. Đó là lý do cô quyết định đầu tư vào dự án Cô gái từ quá khứ. Katie Nguyễn cũng chia sẻ thêm rằng, vai trò nhà đầu tư hay nhà sản xuất phim đã được cô cùng ekip ấp ủ từ lâu, và hy vọng sẽ cống hiến cho điện ảnh nước nhà nhiều dự án đặc sắc, ấn tượng trong thời gian sắp tới. Về phía ekip sản xuất phim, đạo diễn Nam Sito chia sẻ, một trong những nguyên tắc từ trước đến nay của anh và ekip là không để cho thành viên trong đoàn phim tham gia đầu tư, nhất là diễn viên, để mọi người có thể đảm nhận tốt từng vai trò chuyên môn. Tuy nhiên, dự án này có trường hợp ngoại lệ bởi sau khi hoàn thành phần sản xuất, bên nhà phát hành có chia sẻ việc Katie Nguyễn và công ty giải trí riêng của cô mong muốn tham gia đầu tư. Phía ekip đánh giá Katie Nguyễn vừa là một diễn viên tài năng và cùng kế hoạch, nghiêm túc về việc trở thành nhà sản xuất phim trong tương lai nên đồng ý hợp tác. Với dấu mốc 5 năm hoạt động nghệ thuật, Katie Nguyễn trở thành nữ nghệ sĩ Gen Z hiếm hoi sở hữu 5 vai nữ chính trong 5 dự án phim điện ảnh đình đám. Trong số đó có 2 bộ phim đạt doanh thu vượt mốc 100 tỷ là Em chưa 18, Tiệc trăng máu trước đó, cô cũng được giới chuyên môn. Công chúng ghi nhận tài năng khi được vinh danh ở loạt giải thưởng điện ảnh uy tín như Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2017, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Cánh Diều 2020, Nữ diễn viên xuất sắc nhất Giải Ngôi sao xanh 2021. Ngoài thành tích trong lĩnh vực diễn xuất, Katie Nguyễn cũng thể hiện sự đa tài trong lĩnh vực ca hát, đầu tư phim, diễn viên đóng quảng cáo kiêm đại sứ nhiều thương hiệu lớn. Nữ diễn viên tiết lộ, cô đang ấp ủ nhiều kế hoạch đặc biệt và sẽ sớm hé lộ tới công chúng trong thời gian sắp tới. Cách đây vài tháng, Katie Nguyễn cũng gây bất ngờ với việc thử sức với phim thuộc thể loại giật gân, kinh dị. Theo đó, cô nhận lời tham gia diễn xuất trong bộ phim Móng vuốt đang được đạo diễn Lê Thanh Sơn thực hiện.